Võ Thị Sáu, người anh hùng đất đỏ. Mẹ, mẹ à, để con gánh hàng ra chợ cho mẹ. Sáu, ở nhà nghỉ ngơi đi con, mấy hôm nay con đi lại suốt à, mẹ lo quá. Mẹ à, tạm thời con vẫn chưa bị phát hiện đâu, nên không có gì phải lo quá. Chà bố cô, quân pháp và mật thám đi lại đường này mà cứ coi như không ấy. Hôm nay ở nhà một hôm đi. Mẹ, con phải đi, thư mật đã để trong gói hàng dưới thúng. Khi nào ra đến chợ sẽ có người đến lấy. Vậy à, nhớ cẩn thận đấy nha. Hôm qua ông bà bị giết ngay giữa chợ, dã man lắm. Dạ. Mua hàng cho con đi các cô chú anh chị ơi. Bán cho chú tú muối. Dạ, cô chú hết 3 đồng ạ. Đây, cho chú gửi. 9 giờ tối nay, nhà văn hóa thôn 4. Kiểm tra xem nó có dấu gì trong đống hàng kia không. Dạ, đại ca, không tìm thấy gì cả ạ. Tốt lắm đồng chí Sáu, thay mặt cấp trên tôi ngợi khen sự dũng cảm và gan dạ của đồng chí. Nhiều chiến dịch gần đây của chúng ta thành công được là nhờ có sự móc nối quan trọng của đồng chí cho tổ chức. Dạ, cảm ơn cấp trên đã tin tưởng. Cấp trên đã ra quyết định kết nạp đồng chí Sáu, tên đầy đủ là Võ Thị Sáu, trở thành đội viên xung phong của công an đất đỏ. Mong đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng. Chúc mừng đồng chí. Đồng chí Sáu đã trở thành đội viên trẻ nhất của đội đó. Tiếng súng nổ ở hướng cuối chợ. Cuộc chiến đang bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, cam go và căng thẳng hơn. Cho nên cấp trên rất mong chúng ta hãy kiên cường, dũng cảm. Các đồng chí có sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh không? Xin thề, xin thề. Cảm ơn các đồng chí. Đất nước sẽ không bao giờ quên những đóng góp, cống hiến của các đồng chí. Tôi xin triển khai cụ thể kế hoạch như sau. Xe sắp đến chưa? Dạ thưa ngài, xe sắp đến rồi ạ. Ngài chờ một chút xíu. Bắt lấy tên kéo xe tay. Mấy ngày hôm sau. Hừ, chúng mày làm ăn thế này à? 3 sĩ quan Pháp và 25 cộng sự người Việt bị thiệt mạng. Tại sao trong thời gian vừa qua lại để cho quân Việt Cộng hoành hành, ném bom cảm tử nhiều nơi như vậy? Dạ, thưa ngài, chúng tôi... Xin ngài cho chúng tôi thêm thời gian được không ạ? Không được. Ngày mai, chúng mày phải dồn quân, truy lùng khắp hang cùng ngõ hẻm, bắt bằng được những đứa Việt Cộng. Anh em Việt Cộng, thậm chí nghi ngờ cũng bắt hết nghe chưa? Dạ vâng ạ. Sau đó, thực dân Pháp tăng cường càn quét, nhiều chiến sĩ và người dân thường đã bị thiệt hại. Cả suốt cả đây, hai tên chỉ điểm cho thực dân Pháp đã gây ra bao tổn thất cho dân ta. Lệnh của cấp trên chỉ đạo phải lập tức tiêu diệt hai kẻ bán nước này. Kế hoạch như thế này nha. Thường chúng hãy đứng ở cổng chợ để chỉ điểm quan sát. Trưa ngày mai, Sáu, con lại chuẩn bị đi đó à? Dạ mẹ, con nhận nhiệm vụ mới, giờ con chuẩn bị đi đây mẹ. Mẹ nghe nói dạo này quân Pháp tăng cường về huyện nhiều lắm đấy. Đầu làng treo toàn xác người, ngày nào cũng có bắt bớ, đánh đập. Trời
ơi, biết ngày nào chúng mới rút khỏi đất nước này. Mẹ, sẽ không còn lâu đâu mẹ, nhất định là như thế. Hình như là hắn đúng không? Ừ, chính là thằng Phan, nó mới đi xa về. Thằng này có bố làm việc cổng, chú nó bảo đi đâu mất, rất đáng nghi. Đáng đời, hai tên chỉ điểm bán nước. Đứng lại. Hừ, con ranh con, mày to gan thật. Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên như này sao? Lũ cướp nước, chúng mày hãy cút khỏi đây mau. Lôi nó đi. Những ngày sau đó, thực dân Pháp giam Võ Thị Sống trong trại giam Đất Đỏ. Chúng tra tấn rất dã man, nhưng cô không chịu khai bất cứ lời nào. Tao nói lần cuối, nếu như mày muốn sống thì hãy khai mau. Tổ chức của mày gồm những ai, ở đâu? Khai mau, nếu không mày sẽ bị khép vào tội chết, không bao giờ được nhìn lại bố mẹ mày một lần nào nữa. Yêu nước, chống bọn thực dân không phải là tội. Khốn kiếp, tiếp tục hành hình. Đây thì gan lì, cho mày biết thế nào là gan lì. Sau khi bị thực dân Pháp bắt, với tinh thần đấu tranh quyết liệt, chị Sáu vẫn liên lạc với các đồng chí và các chị em trong tù tiếp tục đấu tranh. Biết không thể uy hiếp được Võ Thị Sáu khai ra bất kỳ một lời nào, thực dân Pháp đẩy cô ra Côn Đảo rồi bí mật đưa cô ra pháp trường. Năm 1952, Võ Thị Sáu ngã xuống tại Côn Đảo. Nhưng tuổi thanh xuân cùng với lòng yêu nước, ý chí quật cường của cô thì còn sống mãi.